Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube KáVoi Gaming của mình các bạn. Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết là trong những cái mảnh thiên thạch mà nó rơi xuống cái đảo KA của chúng ta thì nó chứa những cái viên ngọc nào ở trong những cái thiên thạch đó. Hiện tại thì mình sẽ phân ra là có 4 cái loại thiên thạch nó rơi xuống cái đảo KA của chúng ta. Đây, các bạn xem trên màn hình nha. Thì đây là 4 cái loại thiên thạch nè. Cái loại thiên thạch bự nhất, to nhất mà rơi xuống mà chúng ta thường gặp đó các bạn, và cũng là cái loại thiên thạch mà chúng ta dễ tìm thấy nhất, thì nó chứa những cái viên ngọc quý như sau. Rồi tiếp theo là loại thiên thạch thứ hai đó, mình gọi đây là cái loại thiên thạch thứ hai nha các bạn. Thì cái loại thiên thạch này á thì nó cũng chứa những cái viên ngọc như sau, thì cái thứ tự là nó sẽ theo là từ lớn cho đến bé như các bạn. Rồi cuối cùng là cái viên thiên thạch thứ ba các bạn. Viên thiên thạch thứ ba thì nó cũng chứa những cái viên ngọc hiếm đó, bao gồm những cái viên ngọc như sau, và cái thiên thạch cuối cùng là cái thiên thạch bé nhất nha các bạn. Rồi nội dung clip của mình á, trong clip hôm nay chỉ ngắn gọn bấy nhiêu thôi. Các bạn không biết là các bạn có ai đã đào được full cái bộ đồ siêu anh hùng chưa nào? Nhớ bình luận ở dưới đầu clip này cho mình biết nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau. Bye bye.